Hello mọi người, như đã hứa chúng ta sẽ trở lại với một chiếc video review màu mà mình đã hứa với các bạn từ hồi tháng trước, màu nước của Himi. Mình sẽ cho các bạn xem lại một số cái cảnh swatch trong cái video trước. Và nếu như mà các bạn nào mà muốn coi cận cảnh khúc mà mình đập hộp hơn thì các bạn có thể quay trở lại video hạ phẩm tháng 10 để mà các bạn có thể coi kỹ hơn nha. Bộ màu này thì như mình đã nói thì cái set màu của nó cũng khá là cơ bản thôi. Nó không phải là cái bộ màu nó có quá là nhiều màu đặc sắc hoặc là những cái màu lạ. Những cái màu thì rất là cơ bản, rất là basic. Và cái chất màu của nó thì mình cũng không có đánh giá cao lắm. Nhưng mà khi mà mình swatch ra thì mình cảm thấy là nó cũng không có bị đục nhiều. Và đây là hộp màu sau một tháng của mình. Mình thật sự ra là mình không có sử dụng nhiều đâu. Và như các bạn có thể thấy là sau cái đợt mà mình lấy ra mình swatch á, thì cái màu đã bị khô lại rất là nhiều sau cái lần đó. Và nó khô đét lại luôn. Nó khô như chưa từng được khô. Nó khô như sỏi đá mùa khô ở dưới miền Tây với các bạn. Thiệt sự nhưng không sao, tôi vẫn sẽ xài được. Ở trong cái video vẽ hoa đợt trước á, thì mình có sử dụng những cái tone màu nóng để mà mình tô cho các bạn xem. Thì mình có nói là những cái tone màu nóng này xài nó vẫn khá là ok. Tuy nhiên thì vấn đề xảy ra bắt đầu ở những tone màu lạnh, rồi mình sẽ cho các bạn thấy ở trong video này. Và nếu như mà các bạn có muốn xem chi tiết hơn về video vẽ hoa này thì các bạn có thể xem lại video vẽ hoa tulip trên kênh của mình ha. Mình sẽ để link ở phía trên cho các bạn nếu mà bạn nào muốn xem nha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng giấy bao hông và mình sẽ spray trước một cái lớp nước, bởi vì hôm nay thì mình sẽ tô màu theo cái phong cách là mình sẽ loang màu. Mình sẽ sử dụng màu vàng để mà mình tô. Thật ra thì như các bạn thấy trong cái video này thì mình sẽ không có pha màu nhiều và mình sẽ sử dụng chủ yếu là các cái màu cơ bản ở trong cái bộ này và không có pha màu đâu. Như các bạn cũng thấy ở cái lớp spray đầu tiên của mình thì mình sử dụng chủ yếu là màu nóng và những cái màu này nó không có bị bột hoặc là bị cặn và cái lớp màu nó cũng khá là mịn mượt đó. Mình cảm thấy là nó cũng khá là ổn. Nói về cái packaging một xíu ha, thì thật ra mình cảm thấy không có thích cái packaging này lắm và cảm giác giống như là hãng làm không có chỉnh chu lắm á, bởi vì cái hộp và cái tuýp màu bên trong cũng là tuýp màu nhựa, nó kiểu như là nó bị ọp ẹp. Không biết là trong cái video đợt trước cái mình có nói, mình có show cho các bạn xem chưa, là ở phía đáy của cái tuýp màu á, đôi khi là cái keo nó dính lại vẫn còn chưa có chắc. So với lại cái việc đóng màu của những cái hãng màu lớn hoặc là của những cái hãng màu mà họ đầu tư hơn á, thì họ đã đầu tư cái vỏ bằng kim loại hết rồi. Và khi mà ở cái phần cuối của cái tuýp màu á, người ta sẽ gặp lại, cho nên là nó cũng tránh được những cái trường hợp mà bị bung ra. Còn cái tuýp màu này thì mình thấy là nó cũng bị hở keo khá là nhiều, cho nên là mình cũng không thích lắm. Và một cái vấn đề nữa ở cái bộ màu này á, là mình thấy là cái màu của hãng đưa ra và cái màu thực tế mà mình sử dụng, mình swatch ra thì nó không có đồng bộ với nhau. Thì thật ra đây cũng là một cái vấn đề nhỏ thôi. Kiểu như là mình cũng thấy rất là nhiều hãng đó, nó có cái sự chênh lệch khá là nhiều giữa cái ảnh mà hãng niêm yết và cái ảnh thực tế màu mình swatch ra. Tuy nhiên á, là thiệt sự là nhìn cái màu đó nó bị lệch rất là nhiều luôn. Và mình cảm thấy là mua về nếu mà các bạn chỉ nhìn qua cái màu ảnh mà hãng để trên vỏ thì các bạn sẽ mua về các bạn có thể sẽ bị thất vọng, tại vì màu hoàn toàn nó không có giống lắm á, nó sẽ không có được tươi bằng, nhất là ở những cái màu xanh dương như đợt trước mà mình đã show cho các bạn xem ở trong cái video đập hộp. Về cái chất màu khi mà mình sử dụng á, thì mình đã bóp cái màu ra và mình để màu ở bên ngoài trong khoảng một tháng mấy kể từ ngày mình swatch màu sau cái video hạ phẩm tháng. Các bạn có thể xem lại video đó, thì màu nó đến bây giờ đã bị khô lại và nó khô đét lại luôn á. Chưa bao giờ mình thấy một cái màu nào mà nó khô dữ dằn, nó khô mà nó nứt ra xong rồi nó rớt ra thành từng mảng như là đất đá, như là cuội sỏi luôn. Thiệt sự mình chỉ thấy cái tình trạng này ở những cái vùng đất sét ở chỗ miền Tây mình thôi luôn á. Kiểu như là nó bị khô quá đó các bạn. Thật ra thì với những cái màu của những hãng khác, ví dụ như Hobin hoặc là Winsor Newton, thì nó cũng sẽ bị khô màu lại. Tuy nhiên là khi mà nó khô nó cũng không có đến cái mức mà nó sẽ nứt toát ra như vậy đâu các bạn. Và cũng rất là lâu nó mới phải khô đến cái mức độ đó. Nhưng mà với một cái bộ màu mà nó có cái giá thành rẻ như cái bộ màu này á, thì mình nghĩ là mình cũng không có thể nào đòi hỏi cái gì đó nó quá cao hơn, ví dụ như là packaging hoặc là cái pigment của nó. Như các bạn cũng biết thì bộ màu này thì nó chỉ có 100 mấy thôi, và giá cụ thể thì mình sẽ để ở bên dưới cho những bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn ha.
so với lại những cái bộ màu của những hãng khác và họ làm màu nước á, và họ sẽ ưu tiên làm những cái màu solid dành cho hạng học sinh sinh viên, những cái màu giá thành rẻ cho học sinh dễ tiếp cận á, thì Himi chủ động chuyển thành màu dạng tuyết để có thể giữ được cái chất màu nó ổn hơn. Thì mình nghĩ là để mà khắc phục cái tình trạng mà màu bị vón cục như thế này á, thì tốt nhất á là các bạn chỉ nên bóp ra khi mà các bạn xài thôi, và nên bóp ra một lần nào thì xài hết lần đó để tránh cái tình trạng mà màu bị khô, vón cục và khó request trong cái lần vẽ sau của các bạn, cũng như là nếu như mà các bạn vẽ lần sau thì có thể là nó sẽ khó request. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó sẽ lên bột và nó sẽ cái pigment của nó không có được hòa màu kỹ càng á, thì nó sẽ khó khăn cho các bạn sử dụng hơn. Và như mình đã nói hồi nãy á, là cái những cái tone màu nóng của cái bộ màu này á, thì rất là ổn. Tuy nhiên khi mình sử dụng đến những cái tone màu lạnh, ví dụ ở đây là màu xanh nè, màu tím và màu đen, thì bắt đầu mình thấy có cặn màu và có cặn pigment rất là rõ ở đây. Ở đây thì mình có thể hiểu là hãng không có đầu tư nhiều về cái phần màu này bởi vì giá thành nó cũng rẻ thôi mà. Tuy nhiên là mình nghĩ nếu mà bạn nào đầu tư và sử dụng bộ này thì các bạn cần phải hòa màu thật là kỹ khi mà các bạn sử dụng. Nói chung với bộ màu này mình đánh giá nó thật sự là không có cao. Tuy nhiên là nếu mà bạn nào muốn thử sử dụng cái chất màu dạng tuyết và các bạn muốn mua một tuyết thì các bạn đầu tư, thì các bạn có thể thử bộ màu này. Tại vì bản màu của nó thì thật ra nó cũng khá là cơ bản, và nếu như mà bạn xài đúng cách thì thật ra nó cũng không có đến nỗi nào đâu. Và Mia thì mình nghĩ là các bạn đã quá quen với những cái màu crush rồi, cho nên là nếu mà các bạn muốn thử trải nghiệm cái loại màu nước giá rẻ này của hãng thì các bạn cũng có thể tham khảo thử, tại vì giá nó cũng rẻ thôi mà. Và những cái tông màu nóng của nó thì thật sự là cũng không có quá đáng đến như vậy, chỉ có những màu xanh thôi. Thì ok, video của mình đến đây là hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nha. Và mình sẽ tạm biệt các bạn ở đây. Bye bye mọi người.